Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, do được tam hợp, quý nhân tương trợ, trong tháng 1 thì tuổi Dậu là một trong những con giáp mà có những đột phá về thành công trong công việc cũng như là trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 1 được quý nhân mang đến vận may về tài lộc, con giáp này có thể nhận được rất nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá là bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại thì bản mệnh vừa có tiền lại vừa có thêm kinh nghiệm để chúng ta có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn thì ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết mà quý vị đang mong chờ. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan tử vi của quý gia chủ tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Dậu có phần khởi sắc hơn nhiều so với năm 2022 do gặp được quý nhân vượng cho nên mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Theo tử vi năm 2022 của người tuổi Dậu thì thời điểm này cũng rất thích hợp để mở rộng làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Gia chủ có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Tuy nhiên cần phải đề phòng có tiểu nhân quấy phá, đâm chọc sau lưng, làm bất cứ việc gì đều phải cẩn thận kẻo gặp bất lợi khôn lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chung mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về phương diện tài chính của quý gia chủ tuổi Dậu trong tháng này được dự đoán là khởi sắc, nếu gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập trong tháng vẫn tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai. Tuy vậy, tiền làm ra nhiều nhưng chi tiêu cũng không ít, tiêu hao nhiều cho bản thân và gia đình. Bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiền tích lũy cho những trường hợp cần thiết, tránh trường hợp khi cần lại không có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. So với năm ngoái, sức khỏe của người tuổi Dậu tốt lên đôi phần. Bạn không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, nhưng cũng cần phải cẩn trọng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác, gây suy nhược cơ thể hoặc bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi, cần phải thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết để phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước. Các quý gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo của các gia chủ tuổi Dậu trong tháng này tốt, ít gặp chuyện sóng to, gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không có vượng đào hoa, nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu. Từ đó có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc dài lâu. Gia đạo khá hài hòa, khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ với nhau. Tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định. Đôi khi, nhạt nhòa khiến cho một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957.
tháng này người tuổi Dậu khá yên bình, bản mệnh không phải đối diện với nhiều sóng to gió lớn. Trên phương diện sự nghiệp, dù tổng thể mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, song bạn cũng cần phải chú ý hơn đến các chi tiết đề phòng có kẻ xấu tìm cơ hội chen chân phá hoại công lao của mình. Trong năm này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần phải hạn chế đầu tư chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt rèn luyện hợp lý. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Sự nghiệp của người tuổi Dậu sinh năm 1969 tiến triển khá lý tưởng, bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến cho mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự để mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi trong cuộc sống, vì thế cần phải chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Người tuổi Dậu sinh năm 1981 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần phải chú ý cách hành xử của bản thân mình. Và tốt nhất là nên khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi, trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Dậu sinh năm 1993 nhìn chung là ổn định, bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý. Có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần phải chủ động hơn nữa. Và dù là nam hay nữ, một khi có thiện cảm với ai thì nên giữ quan hệ, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình đào hoa vượng, bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác để tránh bản thân vướng vào chuyện thị phi, đào hoa ảo, gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Người tuổi Dậu sinh năm 2005 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp học hành. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực, học tập khá nặng, vì thế cần phải có sự cổ vũ, động viên từ những người thân cũng như sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần phải chủ động trò chuyện, tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, kẻo dễ gây ra stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình, đó là làm gì phải thực hiện cho đúng. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa Cục, xung thân Hình Tỵ, Phá Hợi và Tuổi Dậu. Đối với người tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 1 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 19 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 1 năm 2022, tức ngày 8 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng. Để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn chuông quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào.